Dĩ Tâm qua nhìn muôn lần. Dĩ Tâm cố lên. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần dần có cầu nguyện năm tổ lên đường, hôm nay Việt Nam thắng lớn. Vâng thưa quý vị, có mặt ở tại nhà ở riêng của ông Trần Dần ngay sau khi trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia kết thúc với tỷ số 4-0. Ngày hôm nay thì ngay lúc này đây chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn nóng để ông Trần Dần, một người hâm mộ tuyển thủ Đàm Văn Hậu nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung, sẽ chia sẻ cái nhìn của ông về kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Vâng, thưa cho biết là đầu tiên, thế trận hiệp 1 ông đánh giá như thế nào thưa ông? Thế trận hiệp 1 là tất nhiên với là bên Indo là tất nhiên là rất căng, và trong khi đó là Indo chơi là chơi tất cả đều dơ hết, chơi dơ vấn đề cầu thủ. Nhưng mà nhờ tôi xin lỗi với nhờ tôi cũng cầu nguyện trước với năm ông lục tổ, tất cả là tất nhiên là mọi sự đều may mắn cho vấn đề cầu thủ Việt Nam không có bị thương tích. Nói cầu thủ Indo là những người láo cá chó, chơi gì chơi dơ, chơi mất dạy, chơi dơ, chơi không có đúng là kêu bằng tinh thần thượng võ. Như vậy chắc chắn cái cảm xúc của ông á, là ông ít nhiều cũng hồi hộp, ông cho biết rồi. Thì khi mà vừa vào đầu hiệp 2 đó, bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh, thì lúc đó cái cảm xúc ông vỡ òa như thế nào? Lúc đó tôi cảm thấy vui mừng quá, tôi nhảy như một người là tức gì một con điên vậy. Một người điên vậy. Lúc đó tôi muốn may quay cuồng như một con điên vậy. Trời ơi, tôi muốn may quay cuồng, tôi không ngờ tuyển thủ Việt Nam quá hay. Lắm, quá hay và quá hay. Sau đó thì tiếp theo đó là đến khi mà Quang Hải ghi bàn. Thì cái bàn thắng thứ hai của trận đấu này, Quang Hải một cú sút xa bằng chân trái chéo góc vào khung thành, đi bóng đi sệt vào khung thành như vậy, ông nhìn thấy bàn thắng này ông nhận xét như thế nào thưa? Là tất nhiên đá cái bàn nó rất hay, dù cho tất nhiên thủ môn đỡ không được, dù cho có bà xuống cũng không thể đỡ được. Bà ở đây là ý ông nói về bàn bề trên đấy, là bề trên xuống cũng đỡ không được. Cái quá hiểm không, quá hiểm không. Nhìn chung một cái thế cuộc của trận đấu này đó, thì nhiều người nói rằng là vào thời điểm hiện tại Indo vẫn chưa phải là đối thủ của tuyển Việt Nam. Riêng ông, cái nhìn của ông là như thế nào? Dễ hiểu thôi, Indo không thể là đối thủ của tuyển thủ Việt Nam trong lúc này được với anh. Và chắc kể cả năm ông lục tổ về phụ sức cho 11 tuyển thủ Indo cũng vẫn thua như thường. Trên suốt cả trận đó, thì ông chấm điểm cầu thủ nào nhiều nhất? Tôi có thể là cho tất cả là tất nhiên tuyển thủ Việt Nam, toàn tuyển thủ Việt Nam là 9 điểm, nhưng mà riêng Quang Hải tôi cho 10 điểm. Vì sao Quang Hải lại được ông ưu ái cho 10 điểm như vậy? Tôi nói cho anh nghe, bàn thắng đó là dân Hà Nội nói, đó là siêu phẩm đấy. Người Hà Nội nói cái đó là siêu phẩm, dù cả bà ở trên trời xuống, dù cho có xuống cũng không thể cản nổi vấn đề cú Quang Hải xuất cái cú đó. Ông có thể cho biết một cái nhìn của ông về tỷ số 4-0 này, nó nói lên được điều gì sau khi trận đấu kết thúc? Tôi nói gắn gọn thôi, Việt Nam đã gầm gọi Indo. Tại sao mình tất nhiên thắng Thái Lan mình nói là lẩu Thái. Vấn đề về vấn đề mà lẩu Thái là nổi tiếng của Thái Lan. Tại sao bây giờ mình nói là tất nhiên là ăn vấn đề mà Indo là làm gọi Indo, bởi vì gọi Indo nổi tiếng. Đó là tất nhiên là tất nhiên nói lên người là ăn gọi rồi. Bốn thằng ăn lớn như vậy không ăn gọi là cái gì? Khoảng chừng 10 phút cuối trận thì cầu thủ mà ông hâm mộ, mà ông đang mặc cái áo số 5 trên người đó, quay trở lại sau một cái thời gian dưỡng thương. Thì khi mà ông thấy Đoàn Văn Hậu, tuyển thủ số 5 Đoàn Văn Hậu xuất hiện trở lại, lúc đó cảm giác của ông như thế nào? Lúc đó tôi thấy Đoàn Văn Hậu vào sân, tức như tôi mừng rớt nước mắt. Vì Đoàn Văn Hậu nghĩ vấn đề thời gian rất dài, và bây giờ đã dưỡng thương, đã ra sân trở lại. Tôi mừng lắm, mừng muốn khóc luôn. Có một cái thời gian dài ông không thấy được Đoàn Văn Hậu trên xuất hiện trong đội tuyển Việt Nam vì dưỡng thương. Có thể xem đi, cái lần mà ông nhớ nhất đó là ở chung kết SEA Games, ít nhất là cũng đã gần 3 năm nay rồi. Thì bây giờ khi mà thấy Đoàn Văn Hậu trở lại sân như vậy đó, ông có thấy sự thay đổi gì không? Đoàn Văn Hậu trở lại, tất nhiên tôi thấy giảm dở hơn, gầy hơn. Và tất nhiên cái vấn đề giảm dở đó, tất cả anh chị em Hà Nội thích lắm đấy.
mẫu người của đoàn cho hậu giảm vợ như thế là tất nhiên là cầu là chồng quốc danh đấy. Tôi nói cho anh nghe là tất nhiên cả nước đều là cả nước thiếu nữ đều hâm mộ như vậy, không phải là chồng quốc danh là gì. Ở đây một cái chiến thắng lớn của tuyển Việt Nam, nhưng mà ở đây đó, khi mà ông coi trận đấu ngày hôm nay, ông có điều gì tiếc nuối về cái trận đấu này không? Tôi tiếc nuối là tại hồi trước giờ tôi không có để ý vấn đề về nước Việt Nam. Bây giờ là tôi thấy là tất nhiên tôi chăm sóc vấn đề rồi, tôi thấy nước Việt Nam có những cái tiện rất hay, kể cả đá banh rồi đều rất hay. Mà tôi nói nè, đoàn giáo hậu nghe, một ngày nào tôi sẽ gặp em tại sân Mỹ Đình, tại Hà Nội. Như vậy có phải là cái điều mà ông tiếc nuối nhất là ông vẫn chưa làm được điều đó? Tôi sẽ làm, quý vị sẽ coi, tôi sẽ làm, tôi sẽ gặp đoàn giáo hậu tại sân Mỹ Đình. Nãy thì ông nói rằng là khi mà ông coi một mình trước màn hình, cái màn nắng đầu tiên, ông nhảy như một con điên, ông có nói như vậy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là bây giờ khi mà khán giả đang xem chương trình này, ông có thể làm một cái điều gì đó để cho khán giả được biết là ông vui mừng với cái kết quả ngày hôm nay như thế nào hay không? Tôi hai món quà tặng cho quý vị. Một là tôi hát cho quý vị nghe. Và hai, tôi sẽ mặc cái áo đoàn giáo hậu vì vấn đề tôi sẽ đi một bài quyền của thần năm ông lục tổ thân quyền bông cho quý vị. Ngày đó không sẽ không xa xôi, chúng ta sẽ là người chiến thắng. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Ông sư mấy bậc mẹ, mấy ông cho mình cho mấy vợ cho con đánh đâu được đó. Italy tập sắp tới học cho là đó là sắp tới học cho là nghe là sắp. Đảng Cộng sản Việt Nam quan trình muôn năm, Việt Nam cấu lên!